Đấy, ok các bạn nhé. Hôm nay nhà thịt em này xay giò đây. Thịt hai em này luôn nhé. Chưa? Xay giò Tết cho anh chị em, cô dì, chú bác ấy. Anh chị em nào đặt giò ở Galo nhé. Đấy, hôm nay là thịt em này nhá. Yeah, bé mập mầm, hàng ngựa tư răng nhá, ngon lành. Yeah. Đấy. Yeah, giờ chuẩn bị bên mình cho ra nhá, cho thịt xay 100 cái giò nhá, phải một tạ giò khách đặt sẵn rồi nhá. Đấy, từ giờ đến Tết là thịt liên tục các bạn nhá. Yeah. Ê, cho ra luôn đi. Nó hiền mà, hôm nay cho hiền mà. Nhưng mà bẩn quá cơ. Đấy. Đây là đội làm mình nhá. Làm được nhỉ. Đây là đội làm cho mình nhá. Chuẩn bị đây. Quân đông. Quân đông như quân nguyên nhá. Đây Xuân trưởng vlog nhá. Đây nó chỉ được 2 tạ. Để đồ đạc đây. 190. Đấy. Dạ. Em này thì nếu mà lột thì nó phải rơi vào tầm độ 150 cân. Còn cạo thì chắc nó phải 2 tạ. Đấy, siêu to khổng lồ nhá. 1m5 phân. Đấy, hàng đây là hàng ngựa ô các bạn nhá. Ngựa đen nhánh luôn đấy, ngựa quý. Đấy, cho các bạn xem sơ qua nhá. Chặt rồi không tước ra lại cứ để đấy trên này. Thì bảo cậu đấy cần gì nữa. Cháu đang nói cậu ấy. Mấy chỗ mời không cần đi. Đấy, đấy. Các bạn tiếp tục theo dõi video mình nhé. Đây ok các bạn nhé. Ra hai quả đùi rồi. Đây là đùi sau này. Đây thịt là thịt ngựa thường nhá, xay giò cho khách đây. Đây đùi trước nhá. Đấy, người đẹp đang phá đùi kìa. Đây. Nói gì? Sao mà nói? Em ở nhà đấy, em đéo cho bán con kiểu em. Bán con gì? Bán con kia lại được tiền. Để tiết được nhá. Tiết được nhá, tiết được nhá. À thế là Thuận cũng nuôi ngựa cả. Thuận cũng còn tham gia ngựa cả. À, cũng nuôi ngựa cả. Ghê nhỉ. Được đấy. Đây ok các bạn nhá. Đóng ống giò ra hết rồi. Nó chỉ việc xay thôi nhá. Đây là thịt xay giò đây, một phá thịt to luôn nhá. Đấy. Đây, miếng thịt ngon này các bạn. Được. Đây bên này nhá. Đang lọc thịt để bán cho khách đây. Thịt ra phát hết khách luôn. Cân điện tử mà nhá. Cậu cắt trình độ kém quá. Cắt có một cân một phát được ngay. Rồi. À, xương nhá. Xương ở nấu cao. Đây là phổi nhá, đây là phổi ngựa thường nha các bạn nhé. Đấy. Dạ. Khu vực kia là khu vực cạo. Đấy, đây là xương đây. Đấy, ok các bạn nhé. Yêu quý kênh cho mình một like, một share và đăng ký kênh nhé. Bạch Mã TV. Đấy.
Các bạn đặt hàng cao ngựa thì cứ liên hệ Bạch Mã TV nhá. Phần giỏ hàng TikTok với lại giỏ hàng ở YouTube là có hết các bạn nhá. Fanpage liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cũng được các bạn nhé. Đây, tiếp tục đây. Đang làm nhé. Các bạn tiếp tục theo dõi hành trình mình nhé.